Rồi, xin chào buổi sáng tất cả 500 anh em đấy. Hiện nay thì anh em chúng tôi là đang có mặt ở Yên Bái City. Đấy, là sau khoảng đúng 2 tiếng, à không, hơn 2 tiếng một tí. Nói chung là khoảng sau 2 tiếng di chuyển từ Hà Nội đến đây thì là thật sự là cảm nhận của tôi là bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nói gì? Là tôi đã đi trên một cái chiếc gọi là... Hả? Đấy, anh em tự hiểu ý tôi nhá. Tôi không muốn nói thô ra, sợ nó mất lòng đấy. Nói chung là bây giờ là hạ cánh an toàn rồi. Đấy, và bây giờ là đang có mặt ở Vincom Yên Bái. Thì là bây giờ tôi sẽ dẫn Giang đến một cái nơi gọi là một cái tiểu cảnh trời Âu giữa lòng một cái thành phố thuộc Tây Bắc. Đấy, anh em nào xem vlog của tôi thì chắc là cũng sẽ nhận ra đây chính là cái khu Vincom mà tôi đã từng quay và tôi đã từng lên vlog cho anh em. Đấy, cái vị có thể nói là rất là đẹp, một cái cầu này kiểu nó giả từ dây vong ấy. Đấy, và đây nó sẽ rút sang cái Vincom và khu Vinhome của bên kia. Và đây là một cái hồ, đấy, có thể nói là một kinh cảnh rất là lãng mạn. Và đây là enjoy this moment này, enjoy cái okay. Sự trong lành này. Cảm giác rất là sung sướng. Xin chào mọi người đã đến với một trip report khác của mình. Hôm nay mình đang ở Yên Bái, một thành phố nằm ở khu vực miền Bắc. Thành phố này ở mạn Tây gần miền núi Bắc Bộ. Ở đây thì mình rất bất ngờ khi có Vincom Plaza. Nhưng mà ở đây Vincom Plaza hơi nhỏ tí. Và trong series trip report này và mình và Tuấn Anh sẽ có một chuyến đi từ Yên Bái về Hà Nội bằng tàu SB10. Tàu SB10 mới mở khoảng hơn một tháng gần đây thôi. Và tàu này chạy 3 ngày từ Lào Cai về Hà Nội. Chạy Lào Cai từ lúc 8:30 và về Hà Nội vào lúc 16:05. Đây là cơ hội hiếm hoi để mình và Tuấn Anh sẽ trải nghiệm chuyến tàu Lào Cai Hà Nội vào 3 ngày. Giờ ra ga Yên Bái thôi. Lần rồi. À thì là tôi lần đầu đi tàu Yên Bái. Tính ra hôm nay tôi là người dẫn đường cho Giang, thứ nhất là trải nghiệm cái cung đường Yên Bái Hà Nội, vì là Giang cũng chưa đi cái cung này bao giờ, và thứ hai là trải nghiệm luôn cái đoàn tàu Lào Cai Yên Bái vào ban ngày luôn. Còn tôi thì là đương nhiên là cả hai cái đường trên thì tôi đều trải nghiệm hết rồi, cho nên là tôi cũng không có gì gọi là xa lạ đối với tôi lắm. Đấy, mà chủ yếu đi không gian. Đây. Bản thân tôi lần đầu cũng đến thành phố Yên Bái mà nhiều điều vẫn còn mới mẻ. Đối với tôi thì tôi cũng không còn gì gọi là xa lạ hay là bỡ ngỡ nữa, tại vì là tôi đã đi một lần, tôi đã gọi là tôi khám phá hết rồi. Đấy. Hiện nay anh em tôi đang đi ở trên một cái vỉa hè, có thể nói là nó mang một cái style rất là Hàn Quốc, Hàn Xẻng đấy. Style Đà Lạt luôn. Đấy. Đây Yên Bái nhìn không khác gì Đà Lạt luôn. Thôi giờ ra ga thôi. Giờ mình đang ở ga Yên Bái. Nhà ga này mang đến sự hoài cổ những năm đầu năm 2000. Nhìn rất là đơn sơ, không hiện đại bằng các ga trên tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng hay là tuyến Bắc Nam, khi những nhà ga ở trên những tuyến đó đã được lắp mái che, nhìn hiện đại và sạch sẽ. Ở ga này gợi lên cho mình sự hoài cổ, sự cổ kính từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Khoảng tầm 10-15 phút nữa là tàu SP10 sẽ vào ga và mình sẽ lên tàu này. Và bọn mình và Tuấn Anh sẽ chọn toa 4 giường điều hòa, sẽ trải nghiệm trên chuyến tàu dài 4 tiếng này. Các bạn cùng mình khám phá nào. Giờ chờ tàu tí thôi. Giờ lên tàu thôi. Tàu chuẩn bị vào ga rồi. Kính thưa quý khách, nhà ga xin mời quý khách có vé tàu HS. May quá, không nhầm nữa. Vào sân ga đợi tàu.
Về xem bóc phòng nào nhỉ? Trong cùng ạ. Đây buồng 2 ạ, buồng 2. Mình buồng 3. Đây là buồng của mình đồng hành trong chuyến tàu dài 4 tiếng. Ủa anh em thấy gì chưa? Lên vừa ở dưới sân ga nóng vã, lên tàu hưởng khí điều hòa mát rượi rượi. Mát rượi rượi hẳn luôn. Đó, đây toa của mình. Toa này là AN11786 nhỉ? Chắc thế. Toa này ốp gỗ hoàn toàn, nhìn trông rất là ấm cúng. Đó, giờ ổn định vị trí thôi, tàu sắp chạy rồi. Bây giờ anh em đã ổn định vị trí rồi, giờ thì trang trí bắt đầu để đồ lên và quẩy trong chuyến tàu dài 4 tiếng thôi. Tôi đã mang nhiều đồ cho chuyến này, đây là đồ mà tôi mua ở Yên Bái này, Jollibee. Ủa, nhiều đồ dữ chưa? Từ từ. Ok, ngoài ra thì mình có chai nước, nước này là đi limousine này. Ok. Đây, nước này lấy từ trường, chai cũ thôi mà. À, nước từ Bách Khoa à? Ở nước từ Bách Khoa. Ok. Ngạo nghễ BK luôn. Đây, rồi. Này, mang cả Bách Khoa lên tàu luôn, mẹ quá ghê gớm. Đây, thế này thôi. À đâu, còn một, từ từ đã, đây. Mang đơn giản gọi, đơn giản thế này thôi. Với cả xem nào. Cái gì đây? Xúc xích à? Ủa ôi. Đó. Ừ, nhưng mà tự như đang đồ ăn ngọt lại lòi ra xúc xích, món mặn hơi kỳ. Ừ, bạn mình đó ăn nó hơi ấy. Ừ, không sao, hết rồi đúng không? Hết rồi, đó. Nói chung là chỗ này là đủ cho chuyến tàu dài 4 tiếng của bọn mình rồi. Ok. Giờ ổn định vị trí, tàu sắp chạy rồi nha. Bà kia là bà nào không biết tên. Bà kia là bà nào thì phải làm đấy à? Không. Ôi, bà kia là bà anh. Quá rồi. Quang ơi, mày vẫn giỏi lắm. Ôi, tao mới ngu chứ. Mày ngu giỏi lắm, mày giỏi nhất cả cái tổ này. Không ai bằng mày. Quang ơi, nghe mắt không? Không bỏ nữa. Thank you.
Nói chung là buổi sáng thì anh em đã ăn mì cay rồi, giờ vẫn còn no cho nên anh em không ăn trưa. Với cả là cũng có một số đồ thế này rồi cho nên không sợ đói. Bây giờ ai mệt thì ngủ thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số tính năng ở trên toa xe này. Toa xe này là toa 4 giường điều hòa thì mình không nói nhiều bởi vì mình đi rất là nhiều lần rồi và mình cũng đã review rồi cho nên là mình sẽ không review thêm nữa. Khác với các toa mà mình đã đi thì toa này là được ốp gỗ hoàn toàn. Và ở đây có cái chỗ để gác chân lên để lên tầng trên được làm bằng inox này. Đây nệm trắng nhưng mà không êm lắm. Nói chung là không gian của cái buồng này thì rất là giản dị, ấm cúng. Nếu như tắt thêm cái đèn tuyết trên này thì đi buổi tối tuyệt vời. Giờ thì tàu đang ở địa phận tỉnh Phú Thọ rồi. Ở tí sang. Đây mình đã mang đồ đi cho chuyến này rồi. Ở trên tàu thì chúng ta có một cái tạp chí thời báo. Đây từ tháng 3 2024, đây tạp chí này mới này. Ở đây thì mỗi hành khách sẽ được cung cấp một chăn một gối. Một chăn một gối. Có mã QR nhưng mà họ không phục vụ đồ ở trên chuyến tàu này. Tôi đã check rồi và họ không phục vụ. Ở đây có cái đèn này, đèn bật tắt này. Ở dưới thì chúng ta có ổ cắm điện. Ổ cắm này là đời đầu thế kỷ 21 cho nên rất là hoài cổ. Mỗi buồng có một thùng rác. Nói chung là chuyến tàu này thì không thiếu gì. Chỉ thiếu nhạc quẩy thôi. Nhưng mà kể cả thiếu loa thôi. Nhưng mà kể cả có thiếu loa thì anh em ai cũng mệt, đi tàu thế này chỉ muốn ngủ thôi. Sáng nay thì tôi dậy sớm với cả mất ngủ cả đêm bởi vì hồi hộp quá mà. Cho nên là chắc là tôi tí nữa phải đi ngủ một giấc vậy. Đó, về tổng quan thì tàu chỉ thế này thôi. Ở đây thì có cái điều hòa phả. Đây là điều hòa nhờ. Đây điều hòa, ở trên này cũng điều hòa, ở đây cũng điều hòa này. Nói chung thì nội thất toa cũng không có gì để nói cả, chỉ thế này thôi. Giờ thì anh em nghỉ ngơi tí thôi.
hết núi rồi. Hôm nay sương mù cho nên là không xem được núi xa xa đằng kia. Không, đây bánh xoài. Bánh này 10.000. Bắt đầu ăn trưa. Sáng anh em làm bát mì cay nhưng mà giờ đói nhanh quá lại. Tôi mua tàu lắc cho vài phát là lại bắt đầu bụng bắt đầu đói. Bắt đầu bồng cào. Thế cả các bạn vừa nãy mình cũng đi bộ nhiều nên là nó cũng hao đi khá là nhiều calo. Đó. Và đây bây giờ anh em tôi đang ở trên bàn tàu IB4. À xin lỗi, SP10. SP10 phải IB4. Đấy. Trên tàu này. Ngày trước đi IB4 rồi quen miệng này gọi nhầm. Đấy, nói chung là tôi nói luôn với anh em là cái chuyến hôm nay là tôi không làm vlog, tôi chỉ đi support cho ông Giang thôi. Bởi vì là nói thật là cái chặng Lào Cai Hà Nội ban ngày này thì tôi đi cũng không phải là nhiều, nhưng mà thực ra là cũng phải đi đến 2 lần rồi. Và cũng thú thật với anh em là bây giờ mà nếu mà tôi làm vlog thì là tôi cũng không biết là bao giờ tôi mới dựng xong cái vlog, cho nên là tốt nhất là thôi hôm nay không quay nữa, đi support cho ông Giang thôi. Tại vì là thú thật là tôi còn nợ anh em một cái vlog của chặng Lào Cai Hà Nội vào ban ngày nữa. Đấy, tiết lộ trước cho anh em là như thế. Đấy, Giang ăn xong rồi, bây giờ tôi sẽ thưởng thức thử cái bánh này, cái bánh sừng này nhân kem vani xem có gì không. Ok, mời anh em ăn trưa. Trên tàu này không phục vụ thứ gì cả, mì tôm, nước uống không phục vụ gì, mình phải tự chuẩn bị. Nói chung là nếu như mà đi tàu đêm như kiểu SB1 hay là SB3 đó thì sẽ được phục vụ đồ mì tôm các thứ như là kiểu ở tàu đêm NA đó, mấy tàu NA. Nhưng mà tàu này là tàu chỉ có mỗi toa này bán vé và tàu không phục vụ gì, các toa khác không bán vé và chỉ phục vụ toàn rỗng là rỗng. Cho nên đó là lý do tại sao giá vé lại rẻ như vậy. Thank you.
giờ cả mình và Tuấn Anh đều đã buồn ngủ. Giờ mình đi ngủ thôi. Lúc nào tàu gần về đến Hà Nội thì mình sẽ dậy vậy. Mình sáng nay dậy sớm và mất ngủ cả đêm cho nên là mình giờ khá là mệt. Giờ thì ngủ thôi. Hẹn các bạn trong khoảng 1 tiếng rưỡi nữa nha. Bye. Khó đây. Sau gần 1 tiếng ngủ thì hiện tại thì đoàn tàu đang ở địa phận của thành phố Hà Nội. Đang ở địa phận huyện Mê Linh và chuẩn bị sang Đông Anh. Nói chung tàu đi rất nhanh. Giờ thì mình chuẩn bị đi được 3/4 hành trình. Nói chung là tàu chạy khá nhanh. Tàu rời Yên Bái 12:05 mà giờ 3 giờ chiều, giờ đã ở thành phố Hà Nội rồi. Rất là nhanh. Dậy thôi nào. Đến Đông Anh rồi này, thành vãi. Giờ tàu đang thông qua ga Đông Anh. Khoảng 1 tiếng nữa là tàu sẽ về đến ga Hà Nội và kết thúc hành trình. Nó mà không gặp ông LP5 thì nó còn nhanh nữa. Kia được rồi.
Đây là toa cha ba, toa này bí vì không được điều hòa. Ôi, trong này như lò bát quái luôn vậy, vì đâu có bằng điều hòa đâu. Mày cái này quá rồi. Đó, đây toa cha ba, toa như một cái lò bát quái. Nani? Tôi quay lại vậy. Mấy toa này không có toa nào mở, à đây mở được này. Đây toa cha ba, nhìn ấm cúng, đẹp đẽ. Ui, nhìn thế này toa du lịch này chắc phải 100.000 một đêm. À đâu, gần 1 triệu cho cái giường này trong chặng từ Hà Nội đi Lào Cai. Nói chung là không đủ tiền chi trả. Lúc nào có kiếm được tiền thì tính tiếp.
trình cũng đã đi về đến hồi kép. Nói đấy, chung khoảng... giờ thì đoàn tàu thì chuẩn bị về đến ga Hà Nội rồi. Đoàn tàu vừa rời ga Gia Lâm xong và giờ ga cuối cùng là ga Hà Nội và bọn mình chuẩn bị xuống tàu. Nói chung thì chuyến tàu rất là tốt đẹp. Chỉ có điều là trên tàu này từ Lào Cai về Hà Nội không có dịch vụ gì trên tàu, không phục vụ đồ ăn thức uống. Trừ khi mà mình mà muốn mua đồ ăn trưa gì đó thì nhờ tiếp viên mua hộ Yên Bái. Sao? Nói chung là trên chuyến tàu này, mặc dù đây chuyến tàu ngắn nhưng mà được phục vụ toa xe giường nằm thế này, có một giấc ngủ trưa thật là sảng khoái, mình thấy rất thích. Chuyến tàu này thì lúc đầu thì mình định gọi là không chấm điểm đó, nhưng mà mình nghĩ lại đó thì tiếp viên nhiệt tình, chu đáo, làm tròn công việc của mình. Mặc dù không có phục dịch vụ gì trên tàu, kể cả cái mã này không hoạt động được, không có dịch vụ gì. Nói chung tàu này giá rẻ hơn so với mặt bằng chung tàu Lào Cai khác. Thì giá này chặng Yên Bái Hà Nội với tàu SP4 thì chắc phải 300.000, còn tàu này chỉ 135.000 thôi. Nói chung là đó là một mức giá phải chăng, cho dù đánh đổi lại là không có dịch vụ gì đó, nhưng mà dù sao thì mình thấy chuyến tàu này ưng phết, cho nên là tổng quan thì chuyến tàu này mình sẽ cho 8 trên 10 thôi. Nói chung dịch vụ tuyệt vời, mình thấy là nếu sau này được đó thì mình sẽ trải nghiệm chuyến tàu dài hơn SP10 từ Lào Cai về Hà Nội. Tóm lại là ý ông cháu này là ông lần đầu ông được khám phá cái cung Hà Nội Lào Cai, nhưng mà lần này ông mới chỉ đi Yên Bái thôi, nên là ông vẫn đang thòm thèm để mà được đi Phú Trạng. Tóm lại là thế, ông cũng nói vòng vo làm gì, nó biết thừa. Ừ. Đấy, nói chung là cảm nhận của ông cháu lần đầu tiên được đi trên cái cung Hà Nội Lào Cai như thế nào, được khám phá cái một cái tuyến mới như thế nào. Ừ, nói chung là so với tuyến đồng đăng đó thì khúc của ở đây nói chung không đẹp bằng. Nhưng đấy mà... là bạn chưa đi cung Yên Bái Lào Cai thôi. Ừ. Yên Bái Lào Cai cua nó nhiều lắm. Nói chung là cua vẫn đủ để làm một cái clip dài khoảng 40-50 phút là được rồi. À thế à? Vậy luôn. À đúng rồi. Đấy, nói chung là nếu mà đối với cá nhân tôi thì là tôi cũng không có bình luận gì thêm, bởi vì là thế, nói thật là cái đoàn tàu Hà Nội Lào Cai này, nếu mà mọi người bảo tôi đi nhiều thì cũng không phải là đi nhiều, nhưng mà cũng gọi là đi vài ba lần gì đấy, nên là tôi cũng có thể gọi là tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ, những gì ra cảm nhận thì tôi đã cảm nhận được hết rồi, nên là tôi cũng không biết là phải bình luận gì thêm cả. Đấy, hôm nay chủ yếu là cho Giang trải nghiệm thử cái không khí của chuyến tàu đi vùng núi Tây Bắc xem nó như thế nào thôi. Đấy. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Giờ thì chờ tí thì đoàn tàu sẽ về Hà Nội là bọn mình sẽ xuống tàu. Hy vọng là lần sau mình sẽ trải nghiệm chuyến dài hơn. Mình dẫn ông cháu ra ngày với cả tất cả các anh em đi một chuyến đi Lào Cai Sapa thì là sẽ có thêm, chắc chắn là sẽ có thêm nhiều những cái kỷ niệm và những cái highlight với nhau hơn. Hy vọng là cái chuyến đi đấy sẽ sớm thành hiện thực. Nói chung mình đang cố gắng để mà sắp xếp để cho anh em có một cái chuyến đi như thế. Nói chung thì giờ tàu đang qua cầu Long Biên và bọn mình chuẩn bị xuống tàu rồi. Nói chung thì video mình không còn nói gì thêm nữa. Mình nghĩ là video kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và tận hưởng cái video dài này. Mình mong là anh em nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình và kênh của anh bạn này để bọn mình có động lực làm video mới nha. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Về nhà thôi, mệt rồi, hành trình tốt đẹp.